Diary, mọi người thấy không? Này. Nó chảy giống rượu. Đây là thành quả này mọi người. Xin chào mọi người, quay trở lại với nhà Thúy và Yuri. Hôm nay mình tiếp tục hái nho chuỗi ngọc đợt 2. Đợt trước mọi người thấy nó còn ưng ưng đúng không? Thì hôm nay nó chín hết rồi. Mình sẽ hái hết và nấu nước cho mọi người cùng xem nhé. Thì cái nước nho chuỗi ngọc gọi là cái gì ta? Nấu siro hả? Nấu siro nho chuỗi ngọc thì rất là tốt. Và mình sẽ quay quy trình chậm rãi và rõ ràng cho mọi người xem. Tại vì cái đợt vừa rồi mình quay nấu nho chuỗi ngọc trắng nó hơi nhanh á. Cho nên có cô với cả bạn kêu là quay nhanh quá, không nên làm nhà ngắn như thế. Thì hôm nay mình sẽ quay dài hơn và quay đủ cho mọi người cùng xem từng bước một, chứ không có bị cắt nó đi. Thì đây mọi người coi cái vườn hôm bữa còn ưng ưng đúng không? Bữa nay bây giờ nó đỏ chín hết này mọi người. Một rừng luôn. Một rừng nho chuỗi ngọc phía sau lưng mình. Đây mọi người thấy không? Này. Quá trời luôn này. Trời ơi, quá trời luôn, rất là nhiều. Này, một chùm của nó này. Long lanh luôn, đợt này nó chín hơn đó mọi người. Nó chín hơn rồi á, cho nên nó rất là đẹp như thế này. Đó, nó rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ hái cái này. Nãy giờ mình hái từng này rồi, nãy giờ mẹ chồng hái. Bây giờ mình sẽ hái hết những cái phần này. Mình hái nguyên cả cành như thế này thôi, tại vì cái loại này á, cái cuống với cả cái lá nó ăn được, cho nên nó không cần phải. Có nhiều người á, họ chỉ hái cái trái như thế này thôi. Này mọi người xem này, nó chỉ như này thôi. Như viên ngọc này, mọi người thấy không? Y chang như viên ngọc bích này. Có phải ngọc bích mà gọi gì, ruby. Rất là đẹp luôn. Nhiều người hái như thế này, nhưng mà như mình thì mình chỉ hái luôn cả cành như thế này cho nó nhanh á. Với cả bọn mình hái để làm nấu nước uống á, thì nó không cần phải là, không cần phải tách cái cành này ra. Tại vì có cái nồi chuyên dụng á mọi người, thì hái như thế này thì nó sẽ nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn á. Này, một chùm luôn. Mình chỉ cần bấm cành như thế này. Đó. Ra nguyên một chùm luôn. Đấy. Này, trời luôn. Rất là nhiều luôn mà. Quả này có một năm chắc là cũng lâu rồi nhà, 4-5 năm trước của ta ở Hà Nội, ở Việt Nam á, rộ lên cái phong trào nho chuỗi ngọc, thì lúc đó bán cả 2 triệu mấy một ký. Dạo man thật sự luôn á. Nhưng mà dạo gần đây thì mọi người không có sốt như hồi lâu nữa, không có mua nó quá nhiều như hồi lâu nữa. Nhiều quá trời luôn á. Mình sẽ hái đầy cái xô bé bé này thôi. Nhiều quá không biết là hái ở đâu hết. Tại vì nó quá nhiều. Mình không cần phải hái. Hoặc là hái hết hôm nay đâu. Tại vì hôm nay mình hái vừa đủ thôi á. Tất cả cũng mệt rồi á. Chị hái xong rồi về quay video làm nước này cho mọi người xem. Tại vì cái siro này thì nó rất là màu, rất là đẹp và rất là ngon. Nếu mọi người thích nhiều đường thì sẽ bỏ nhiều đường, còn không thì bỏ sơ sơ thôi. Chồng mình á, hay là chồng mình á, cào hố, tại vì nãy giờ chó nó ra nó nghịch, nó bơi hồ cái hố lên á, nên bây giờ vô đây phải đi cào lại. Còn đây rồi, quá nhanh quá mọi người, quá nhanh luôn. Chùm này. Thế này, thôi bây giờ mình đầy rồi, bây giờ mình sẽ mang về nhà để nấu nước, để nấu siro. Bon vẫn chơi. Mẹ chồng ai Bon với cả Yuri. Bố thì đang sửa sân sau. Mình đã hái được một xô đầy rồi mọi người này. Một xô đầy rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào để nấu siro, mọi người cùng xem nhé. Mình hái xong rồi, mình đã rửa trái nho chuỗi ngọc xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu siro nho chuỗi ngọc theo cách của người Bắc Âu Phần Lan. Mọi người cùng xem nhé. Để cho Bon xuống đã. Thì đây, nho chuỗi ngọc mình đã rửa xong rồi. Thì bây giờ bên cạnh này mình cần một cái nồi. Đây mình sẽ quay mọi người xem cái nồi nhé. Đây là cái nồi mọi người này. Lớp tầng thứ nhất đó là nước.
Mọi người thấy không? Tầng thứ hai có một cái vòi như thế này, giống nồi nấu rượu ở Việt Nam mình á. Thì trong này sẽ có một cái lỗ tròn như thế này để hơi nước nó bốc lên từ cái dưới đáy này bốc lên, và xung quanh này thì để mọi người để đựng cái siro chảy từ trái cây xuống. Thì mình sẽ lắp xuống như thế này, mọi người thấy có cái vòi này lắp xuống như thế này. Và thêm một tầng nữa, đó là cái này, đây là cái tầng trên cùng. Ở phía trong là có mấy cái lỗ này mọi người, lỗ như thế này để hơi nó vừa bốc lên như thế này, và xong cũng như là để cho nước từ trong trái cây nó rớt xuống. Mình sẽ để tầng trên cùng ở đây đó. Ok, như thế này mọi người dễ nhìn nhá. Thì bây giờ như thế này, mình sẽ bỏ một lớp trái cây trước để mình quay gần hơn nhá mọi người. Này, thì ôi dồi ôi, mình đặt cái này sai vị trí rồi. Mà đầu tiên là mình để bật bếp lên đã để cho nó sôi nước. Thì đầu tiên mình sẽ bỏ một lớp trái cây. Tại vì cái cuống của quả này nó cũng rất là tốt, không có đến nỗi xấu, bởi vì nó có rất là nhiều vitamin, người ta có thể dùng để nấu trà, cho nên mình dùng cả cuống luôn không sao hết. Thì mình sẽ trải cái lớp dưới cùng như thế này. Đó, mọi người thấy không nhỉ? Đấy, trải lớp dưới cùng như thế này. Thêm một ít nữa đi, ít quá. Xong rồi mình sẽ trải một lớp đường lên. Như video lần đầu mình giới thiệu mọi người, đây là bịch đường dành cho những loại trái cây, trái mọng này, không có dâu tây này, việt quất này, quả này này, quả trái lý, quả lý, mình không biết là gọi như thế nào nhưng mà dịch Google nó ra như thế. Thì mình sẽ rải một lớp đường lên trên, tùy vào cái độ ngọt và không ngọt mọi người muốn, nhưng mà theo nguyên lý thì tầm một ký trái cây sẽ là 1 ký đường, tại vì nó siro mà, sau này mình sẽ pha loãng ra. Nhưng mà đấy, mình cứ rải như này, mình cảm thấy nó đủ là được thôi. Thì cái bịch này là 1 ký đường á mọi người. Mình sẽ rải đều như thế này. Đấy, thêm một lớp trái cây nữa. Một lớp trái cây trên cùng. Cái này mình mới hái trên bên nhà bố mẹ chồng, tại vì bố mẹ không có nồi nấu á, cho nên là mình mang về nhà nấu xong rồi sẽ mang nước qua cho bố mẹ sau. Rồi, xong rồi mình lại rải thêm một lớp đường trên cùng như thế này. Quả này rất là tốt cho sức khỏe nha mọi người, vitamin C rất là nhiều luôn. Mấy quả berry này vitamin C rất là nhiều, rất là tốt cho cái mùa dịch này nè, mùa Covid á. Vitamin C mà, nó lại sẽ rất tốt cho sức khỏe. Mình rải thêm một lớp nữa. Không nên làm quá đầy, nhưng mà tại vì cái này nó sắp hết rồi, cho nên mình đang ráng cho nó to cao lên một chút xíu. Đó, mình rải thêm một lớp trái cây lên như thế này. Cái này mấy quả này hình như cho cái thùng này mình hái từ tuần trước á, mà mình bỏ tủ lạnh á. Bây giờ mình phải gỡ ra một số ít. Lớp này vậy hơi hơi cao rồi nhỉ, vậy như này thôi. Xong rồi mình sẽ rải thêm một lớp đường trên cùng, sau mình sẽ đổ hết cái bịch đường này luôn, tại vì nãy giờ chắc cũng phải hơn 1 ký trái cây, là tầm gần 2 ký rồi á. Đó, vì cái này dùng bằng hơi nước nóng, nó bốc lên và làm cho cái quả nước trong quả này nó rút lại và nó chảy xuống á mọi người. Thì cho nên là nó ra gần như là hết chất luôn. Đến cái lúc mà chút nữa mình sẽ quay cái cảnh chắc nước cho mọi người xem, để cái lúc mà mình biết là lúc nào nó đã hết chất rồi. Sau cùng là mình sẽ đậy nắp lại để chờ. Đó, bây giờ chờ coi nó sẽ như thế nào nhé. Mọi người ơi, bây giờ nước đã sôi rồi này, bắt đầu sôi lên, mọi người thấy nó quả bắt đầu bốc hơi rồi á. Thì
xem cho một chút. Nhưng mà nước chưa, quả chưa bị rút nước á. Vẫn chưa được, khi nào mà có nước thì nó sẽ chảy ra đây. Còn nước chảy cây thì nó gọi là gì ta, siro thì nó sẽ chảy ra. Còn đây là tổng thể của nó. Còn đây là anh thanh niên đi nghịch phá lung tung nãy giờ. Đi tắm thôi. Thôi mình phải cho Bon đi tắm đã. À, bây giờ nước đã sôi nãy giờ rồi mà mọi người thấy là ở đây có một chút nước ra đây rồi, chút siro đây rồi. Bây giờ mình sẽ chắt nó ra cái chai với thủy tinh này. Ôi, bây giờ mình sẽ đổ chắt cái nước này ra. Sự này nóng á mọi người, tại nước này rất là nóng. Ơi, vì đây là nước đầu tiên cho nên mình sẽ chắt ra trước này. Nào, ta làm sao cho mọi người thấy rõ ta. Nè mọi người, bây giờ mình chắt cái này mọi người thấy không ta? Mình bóp cái này là nước nó chảy ra, nước siro chảy ra. Nóng quá. Ơi. Đây bây giờ mình bóp cái này, bóp cái khóa này là siro nó chảy thẳng ra này mọi người. Nhưng mà cái đợt nước siro đầu tiên này mình sẽ không có dùng luôn mà mình sẽ đổ lại ngược lên trên cái nồi. Nhiều nước lắm rồi, rất là đầy rồi đó. Ơi. Ok. Hay. Vì cái nước đầu này rất là đặc cho nên mình sẽ phải đổ thêm cái nước đầu này lên lại. Mọi người thấy là nó rút xuống rất là nhiều rồi này. Chứng tỏ là nước trạch cây đã rất là nhiều rồi. Bây giờ mình phải đổ ngược lại như thế này. Đổ đều ra xung quanh. Đấy. Và bây giờ chắc lại thêm một lần nữa. Trời ơi, nãy mình đổ nhiều quá nó bị tràn ra này mọi người. Này mọi người, nó quả nó bị rút đó, ra rất là nhiều rồi, nó bị xẹt xuống hết này rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chắc nước. Mày mong cái gì quá. Daddy, can you call my CD a little bit? Em mong phải lắm. Bỏng. Bây giờ mình sẽ chắc nước ra lại. Theo bố mệt quá. Tại vì cái nước đầu tiên là nước rất là đặc cho nên phải trộn lại để cho nó ra hết những cái nước còn lại mọi người. Người bóp này giống như là nấu rượu vậy mọi người. Đó, xong một chai, bây giờ mình sẽ chắc sang chai thứ hai. Chỗ đẹp. Đây, cho mọi người xem. Cái màu nó mọi người này, rất là đẹp. Hơi ngược sáng cho nên nó không có rõ lắm, chứ là mình sẽ quay cho mọi người xem. Màu nó không có đậm như cái hồi nãy nữa này. Và cái này cũng chảy bị ít đi rồi á mọi người. Mọi người, nó chảy giống rượu. Nó nhỏ nhỏ như thế. Giống rượu quá nhỉ, giống nấu rượu á. Đấy. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Tại vì đây cho mọi người xem trên cùng này nữa. Thì trái nó đã bị teo tóp lại và bị nhạt màu rất nhiều. Ôi trời, chảy nước. Này mọi người thấy nè. Trái bị teo đi và nhạt màu đi rất là nhiều rồi. Đây xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp. Rồi, mọi người xem thành quả nhé. Mình đã lấy cái nồi phía trên ra thì phía dưới này vẫn còn đọng như thế này. Thì mình sẽ cố gắng cho đổ cho nó ra ngoài đi. Cái này hơi bị đầy rồi, mình sẽ phải dùng chai khác. Đây là thành quả này mọi người. Cái chai này là không phải chai đầu tiên, hình như chai thứ hai. Mọi người xem này, vẫn còn kiểu giống như là cái, không phải cặn nhưng mà giống như là cái chất đặc của cái nho chuỗi ngọc bên trong. Mọi người thấy rõ không? Màu rất là đẹp nhỉ, màu đẹp quá. Còn đây là cái chai nước cuối cùng này. Còn đây là cái ly sau khi mình đã pha. Thì màu cũng không khác lắm sau khi đã pha đúng không mọi người. Thì cái này uống rất là tốt. Và đây là thành quả nãy giờ của mình á. Màu này đẹp quá. Bên trong vẫn còn giống, nhìn giống như là thạch nè mọi người. Nhưng mà không phải đâu. Đây là từ quả của nho chuỗi ngọc nó chảy xuống đó. Hay ha. Em Bon đang me me để uống nước nhưng mà nè. Không được đâu nha.
Trời nước giả chảy nè, trời ơi tội nghiệp quá đi à. Ôi video của nhà mình hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ ý kiến và chia sẻ video nào mọi người thấy thích. Bye bye cả nhà, hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo.